Trời ơi, lâu thiệt lâu rồi đó các bạn à, lâu thiệt lâu rồi Arizona mới có một cơn mưa. Mà cơn mưa đến nhưng mà không có một miếng gió nào hết. Thế nghĩa là mưa giống như là mưa 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 lâm râm của Việt Nam mình vậy đó. Mà không có gió đó à, mấy hôm bữa đó ha, kêu bằng là ổng gió. Trời ơi, gió thôi đừng nói tới nữa. Gió mà tới nỗi mà mấy bạn biết mà cái vách tường mà bằng xi măng á, bằng gạch xi măng này nè, mà có mấy nhà người ta mà nó thổi sập luôn á, bức cái vách tường luôn á, là các bạn biết rồi, đã khủng khiếp tới cỡ nào. Còn hôm nay rất là đặc biệt là mưa mà kêu bằng không có một miếng gió nào các bạn ha, cây vẫn lặng yên không có con gió nào hết, thiệt là rất là hiếm luôn á đó. Đó, những cơn mưa giống vậy mới là mưa nè đó. Chứ thật sự là hôm bữa giờ Vũ cũng không có cầu mưa đâu, tại không có dám cầu mưa, tại biết á cầu mưa đó là không sẽ gió gãy cây rồi còn nó nhiều nhiều hư hao còn hơn là cái tốt nữa của cái mưa nữa, cho nên cũng không có muốn mưa lắm. Nhưng mà hôm nay đúng thật là mới là mưa nè. Hồi sáng giờ ổng âm u mà Vũ không có nghĩ là ổng sẽ mưa, nhưng mà hôm nay ổng mưa mà mưa mưa lớn đó nè, mưa lớn mà lại không có một miếng gió nào hết. À, thật là mát mẻ vô cùng, thỏa mãn vô cùng đó. Mưa mưa mà nó rớt lên tiếng lá của cái lá chuối đó các bạn, làm nhớ nhớ Việt Nam dễ sợ đó. Tại giờ đó nhà Vũ Trà Vinh á, thì ngang nhà đó người ta có trồng nguyên một cái vườn chuối á, hoang á, người ta không có trồng nhưng mà nó tự lên, nó nguyên một cái khu đất đó chuối không. Mỗi lần mà mưa đó có thể nhìn qua bên đó thấy, có thể nghe luôn được cái tiếng tiếng nước mà rớt lên mấy cái lá chuối á, cho nên Vũ thích lắm. Tại vì lúc mà ở Trà Vinh hả, trời mưa như cứ cách ngày mưa một lần, cách ngày mưa một lần đó. Đó rồi, vậy thôi, chúc mọi người có một cuối tuần vui vẻ nha. Giờ Vũ đi hứng nước đây.